Các đồng chí và các bạn thân mến, trong những ngày Tết đến xuân về, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu không chỉ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn tuyến biên giới có được những phần quà là gạo, nhu yếu phẩm cần thiết để đón một năm mới trong no ấm đầy đủ. Các anh còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn biên phòng và những vùng trọng điểm, đảm bảo luôn giữ vững an ninh trật tự vùng biên cho bà con nhân dân đón một mùa xuân yên bình, hạnh phúc. Ngay từ giữa tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị biên phòng cơ sở thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến biên phòng của tỉnh để giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện của từng đơn vị biên phòng cơ sở để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa là vận động nhiều phần quà để trao tặng cho bà con hộ nghèo trên tuyến biên giới, để ai cũng có gạo, nhu yếu phẩm cần thiết đón một năm mới trong no ấm, hạnh phúc. Đồn biên phòng Nhà Mát là đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Đơn vị quản lý trên 12 km đường bờ biển thuộc xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông và phường Nhà Mát. Đây là khu vực tập trung đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đời sống của bà con ở đây còn nhiều khó khăn. Vì vậy, mỗi khi xuân về Tết đến là dịp để các cán bộ chiến sĩ biên phòng tập trung vận động, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con hộ nghèo trên tuyến biên giới. Đối với cái hoạt động là hỗ trợ bà con nghèo ăn Tết thì đồn biên phòng Nhà Mát là quản lý là hai xã, một phường, cái dân tộc gồm ba dân tộc chủ yếu đó là Kinh, Hoa, Khmer. Thì tỷ lệ người Khmer là chiếm là đa phần đông, thì cái hộ nghèo ở các cái xã này là vẫn còn nhiều. Thì đồn biên phòng đã tích cực vận động các mạnh thường quân là hỗ trợ về vật chất cho bà con nghèo ăn Tết. Đến thời điểm này thì đồn đã vận động các mạnh thường quân là hỗ trợ được là 120 xuất quà. Trị giá là mỗi xuất quà là 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các cái nhu yếu phẩm. Thì trên cái tinh thần là lá gành đùm lá rách, mang lại cái thể hiện cái sự yêu thương đùm bọc của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát đến với bà con nghèo khu vực ven biển nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020. Trước thềm xuân năm mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát đã phối hợp với chi đoàn văn phòng hải quan phía Nam tổ chức trao quà xuân biên giới cho 70 hộ nghèo thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành và phường Nhà Mát, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, nhu yếu phẩm và phần tiền mặt là 200.000 đồng để những hộ nghèo trên tuyến biên giới được đầy đủ hơn trong những ngày đầu năm. Cái thực hiện theo cái chương trình công tác của hàng năm thì bên chi đoàn văn phòng hải quan phía Nam cũng như là các cái chi đoàn của hải quan các tỉnh phía Nam, chúng tôi tổ chức kết hợp tổ chức các cái chương trình mùa xuân thì có là chương trình xuân biên giới và mùa hè thì có chương trình hè tình nguyện. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện được cái chương trình lần thứ 11 rồi. Thì ngày hôm nay thì đến đây tại đồn biên phòng Nhà Mát thì chúng tôi cũng có một số cái phần quà để góp phần làm tặng cho bà con ở vùng sâu vùng xa để có cái Tết được thêm đầm ấm hơn. Và chúng tôi thì thực hiện cái chương trình này thì đến nay là lần thứ 11. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình này để giúp đỡ đến gửi đến các bà con vùng sâu vùng xa, vùng biên giới được có cái cuộc sống có được góp phần đầm ấm hơn, cũng như là động viên tinh thần của bà con tiếp tục duy trì bám giữ ở cái nơi địa đầu của Tổ quốc, góp phần vào cái giữ vững an ninh, đảm bảo an ninh quốc phòng cho nên ở vùng sâu vùng xa. Những phần quà ấm áp nghĩa tình dịp đầu năm mới không những là những chia sẻ mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát thực hiện để mang mùa xuân tươi vui đến với hộ nghèo vùng biên, mà còn là tình cảm gắn bó, máu thịt thân thiết giữa người dân vùng biên và các chiến sĩ biên phòng. Nhận được phần quà tuy không có giá trị lớn, nhưng đối với những hộ nghèo phải lo chạy gạo cho từng bữa ăn, thì 20 kg gạo, phần nhu yếu phẩm và phần tiền 200.000 đồng là một số tiền lớn, đủ để sắm sửa bánh, mứt, đón một năm mới đầy đủ.
gia đình đi làm mướn giá lưới, chồng thì đi ghe. Còn cái số quà này thì em cũng rất là lớn, cũng mừng. Về ăn Tết cũng được một cái Tết ấm trong gia đình. Em thấy là hai cho dầu ăn cái gì đó, với hộp quà, với bao gạo, với bao thơ tiền. Mà em cũng chưa biết là tiền bao nhiêu, mà cũng được ăn Tết cũng được. Cảm ơn mấy chú bộ đội, mấy chú biên phòng ở đây nè, với phường nhà mát. Bây giờ có phần quà này thì cũng rất là lớn trong gia đình. Rồi thì cũng vui, trong gia đình này thì cũng được này kia nọ. Rồi cũng cảm ơn trong phường, trong biên phòng, rồi mấy cô chú cũng cho phần quà này, chia sẻ là hộ nghèo ăn Tết cũng vui vẻ. Ngoài trao quà trong dịp xuân biên giới, những ngày cận Tết, đồn biên phòng Nhà Mát còn phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị phụ trách địa bàn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để cùng chính quyền địa phương chăm lo cho hộ nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội. Hơn 1 tấn gạo mà đồn biên phòng vận động cũng đã được trao tận tay cho những hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông. Chính những hoạt động thiết thực ý nghĩa đã thắt chặt thêm quan hệ gắn bó giữa người lính biên phòng và nhân dân vùng biên, mà đó còn là sự chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội để xây dựng khu vực biên phòng thành những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian qua, thì nhìn chung thì chỗ đồn biên phòng cũng đã phối hợp tốt với chỗ xã là tập trung cho cái công tác chăm lo cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. Thì bên cạnh đó, ngoài việc chăm lo thì chỗ đồn biên phòng cũng đã tranh thủ cũng như là hỗ trợ cấp mạnh thường quân để xây nhà cho chỗ hộ nghèo trên địa bàn xã. Thì trong thời gian qua thì cũng đã xây cắt được 3 căn. Thì bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ quà Tết cho bà con nhân dịp xuân đến. Đây là một trong những cái chủ trương được thực hiện giúp cho bà con trên địa bàn xã trong cái thời gian qua. Thì bên cạnh những công tác giúp đỡ hộ nghèo thì chỗ đồn biên phòng cũng phân công cán bộ chỉ đạo địa bàn cùng với xã là giúp đỡ bà con hộ nghèo, hướng dẫn về cách thức làm ăn cũng như là trong cái việc tăng gia sản xuất để có hướng phát triển kinh tế và ổn định đời sống trong cái thời gian qua. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu luôn xác định, trong những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là khu vực biên giới biển. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao cảnh giác để giữ vững an ninh trật tự ở vùng biên. Tết đến, nhu cầu đi lại của người dân cao, nhất là những địa bàn có khu du lịch, thì việc đảm bảo an ninh trật tự cho người dân du xuân đón Tết phải được để cao độ. Từ đó, việc tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ địa bàn trước, trong và sau Tết luôn được đề cao. Đặc biệt là trên địa bàn quản lý của đồn biên phòng Nhà Mát, có khu du lịch Tâm Linh Quán Âm Phật Đài, chùa Sim Cắn và điểm tham quan khu điện gió Bạc Liêu. Xác định được tình hình trên, đồn biên phòng Nhà Mát cũng đã có kế hoạch chủ động trong mọi tình huống để đảm bảo cho bà con nhân dân du xuân đón Tết an toàn, vui tươi. Một cái vấn đề nữa là đồn biên phòng Nhà Mát là quản lý địa bàn, là có các cái điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như là khu du lịch Quán Âm Phật Đài, khu du lịch Điện Gió và chùa Sim Cán. Thì xác định là trong những ngày Tết thì cái lượng khách tham quan du lịch rất là đông. Thì ban chỉ huy cũng đã chỉ đạo và huy động hết các cái lực lượng của đội công tác địa bàn, đội nghiệp vụ là tổ chức tuần tra nắm tình hình, xử lý các cái vụ việc có hiệu quả, đảm bảo làm sao là cái công tác an ninh trật tự để mà khách du lịch đến tham quan ở những cái tụ điểm này cảm thấy yên tâm. Với địa bàn có nhiều điểm du lịch thì những ngày đầu năm mới luôn là những ngày có rất đông khách thập phương về viếng chùa, du xuân. Trong đó có người bản địa, người nước ngoài thường xuyên ra vào khu vực biên phòng nên rất khó kiểm soát. Từ đó, dù được phân công tuần tra kiểm soát, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
như công an, quân sự, vừa tuần tra, kiểm soát, vừa bám trụ địa bàn để chủ động trong mọi tình huống và giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Những năm gần đây, thì tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hết sức phức tạp. Thêm một lý do nữa, đó là trên địa bàn hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư. Chính vì vậy, người nước ngoài vào địa bàn rất đông. Từ những cái lý do đó, đơn vị chúng tôi thường xuyên lập kế hoạch tổ chức tuần tra bao gồm tuần tra độc lập và tuần tra kết hợp với các lực lượng địa phương, đến công an, dân quân và các xã, phường. Thì qua quá trình tuần tra thì đảm bảo được đời sống an vui, hạnh phúc, yên bình cho bà con nhân dân. Đồng thời, qua quá trình tuần tra chúng tôi cũng đã bắt xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến trật tự xã hội như đánh bài, đá gà, nô đề. Nhất là trong dịp Tết năm nay, xuân Canh Tí năm 2020, chúng tôi đã thực hiện kế hoạch cao điểm tổ chức tuần tra trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán xuân Canh Tí năm 2020. Thì hiện tại chúng tôi đã tổ chức thực hiện xong kế hoạch và bắt đầu tuần tra vào các thời gian cao điểm trong ngày, từ 5 giờ bỏ từ 21 giờ cho tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, và trong tuần và những ngày cao điểm của Tết. Khu vực chúng tôi tuần tra chủ yếu là những khu vực phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội, như khu vực du lịch, công ty bảo toàn, nhà mát và khu vực quán Âm Phật Đài, khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát. Những địa điểm đó những ngày Tết thì thu hút rất đông lượng khách du lịch đến tham quan. Chính vì vậy, hiện tượng cướp giật, trộm cắp xảy ra khá nhiều, khá phức tạp. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tuần tra vào từ ngày 29 Tết cho đến hết ngày 10 Tết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội cho bà con vui xuân đón Tết năm 2020. Mùa xuân, mùa của những yêu thương, những sẻ chia của những cán bộ chiến sĩ biên phòng Bạc Liêu với người nghèo vùng biên giới đã làm ấm thêm nghĩa tình quân dân. Các anh không chỉ chắc tay súng bảo vệ bình yên vùng biển, vùng trời, nơi biên cương của Tổ quốc, mà còn thắp sáng ngọn lửa của tình quân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, đến đây chuyên đề vì chủ quyền biên giới quốc gia kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.